Nhặt trứng đem bán. Ui cha, sao hôm nay nắng thế? Ui cha, vừa mới ngã lưng có một chút mà đã trưa rồi. Alex, Alex, ông Mark cần hai người cắt dây và dọn vườn. Cậu có muốn đi cùng tớ không? Mỗi chúng ta sẽ được trả hai ổ bánh mì và một lọ mật ong. Chỉ có vậy thôi sao? Ừ, nhưng làm gì để một ngày kiếm được nhiều đồ ăn ngon đến thế? Có công việc để làm là tốt lắm rồi. Thôi, cậu đi đi. Tớ chịu, tớ ngồi nghỉ một lát rồi sẽ đi kiếm việc gì nhàn hơn thôi. Ừ, vậy tùy cậu. Tớ đi nha. Chỉ có những người ngốc nghếch, cù lần mới suốt ngày hùng hục làm việc thế thôi. Mình đâu cần phải như vậy chứ. Ai chà, bụng đói meo rồi đây. Đi tìm cái gì đó bỏ vào bụng thôi nào. Mày ngoan lắm. Xong việc, bà sẽ bồi dưỡng cho thật nhiều cỏ tươi nhé. Ai chà, còn gì trên đời này ngon bằng sữa bò mới vắt chứ? Chà, bác có một con bò sữa thật là khỏe mạnh. Chỉ cần nhìn là biết hằng ngày nó sẽ cho nhiều sữa thế nào và sữa của nó sẽ ngon ra sao. Cảm ơn cậu, cậu nói đúng lắm. Cháu tin chắc khi mang sữa của nó ra chợ, chỉ trong tích tắc là bác sẽ bán hết veo đấy ạ. Ừ, đúng vậy đấy. Cậu thật hiểu biết và có con mắt tinh tường. Sữa của nó vừa thơm, vừa ngậy và béo. Làm bơ thì nhất luôn. Tôi sẽ mời cậu uống thử nhé. Ấy, cháu đâu dám. Bác còn phải để đem đi bán nữa chứ. Có đáng là bao. Cậu xem, một ngày tôi vắt được những hai xô đầy. Chẳng nhẽ không thể mời cậu được một ít sao? Vâng, thế thì cảm ơn bác quá ạ. Bà chủ ấy thật tốt bụng, đã cho mình uống một cốc đầy, lại còn cho thêm một chai nữa mang về. Đấy, đâu cần làm việc vất vả, chỉ cần khéo léo một chút là chẳng lo chết đói. Lại ngủ một giấc nữa tới tối cho đã. Ngủ dậy đã có chai sữa thơm ngậy đây rồi, còn lo gì nữa. Ước gì ngày nào cũng có người cho mình hai chai sữa thế này thì sung sướng biết bao. Hãy mang về thưởng thức hai chai sữa bò thơm lừng này đi, chàng trai. Cảm ơn bà thật tốt bụng. Nè, chàng trai, cậu bán sữa đi ư? Cậu nghĩ sao nếu tôi đổi một con gà mái của mình lấy hai chai sữa của cậu? Đổi hai chai sữa lấy một con gà mái, mình sẽ mang con gà mái về nuôi, rồi nó sẽ đẻ ra thật nhiều trứng. Được thôi. Hay quá. Nhờ có mày mà tao sắp đổi đời rồi. Giỏi lắm. Đẻ nữa đi. Đẻ nữa đi. 27, 28, 29, 30. Nhiều trứng quá. Mình sắp giàu to rồi đây. Cậu Alex ơi. Cậu Alex, bán cho tôi 20 trứng gà nào. Bán cho tôi 20 nữa nhé. Cho tôi 30. Bán cho tôi nữa. Vâng vâng, có ngay. Đời sung sướng quá. Chẳng phải làm gì mà vẫn rủng rỉnh tiền tiêu. Ôi. 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 Thì ra chỉ là một giấc mơ. Ôi không, lọ sữa của tôi. Tất cả chỉ tại giấc mơ này. Tưởng là hay ho, nào ngờ nói cho mình nhịn đói. Một lời hứa. Ngày xưa, ngày xưa, trên thảo nguyên bao la, có chàng chăn cừu Peter đáng tin cậy nhất trên đời. Khi chàng đã hứa điều gì thì chàng sẽ thực hiện đến cùng. Dân làng nói với nhau rằng một khi đã giao những chú cừu cho chàng thì trời có bão tuyết họ vẫn yên tâm cuộn tròn trong chăn ấm. Coca, 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 Coca.
Coca, Coca. Ôi, Coca. Coca, mày lạnh cống rồi. Sao mày đi xa thế này? Mày sao thế? Mở mắt ra nhìn tao này, Coca. Anh nhường áo cho nó thì anh sẽ lạnh cống. Tôi không thể để Coca chết được. Tôi đã hứa với chủ của nó sẽ luôn đưa nó về nhà an toàn, kể cả khi anh có thể chết cống. Đúng thế. Coca, mày phải sống với tao nhé. Tao sẽ không để mày chết đâu. Mày sống rồi, mày sống rồi Coca ơi. Xin cảm ơn cô. Nhưng sao cô có thể... Anh hãy hứa đừng bao giờ nói chuyện này với ai. Tôi xin hứa bằng cả trái tim mình. Chào anh, tôi là Mary. Tôi vừa chuyển đến làng này. Chào cô. Tôi nghe nói anh là một anh chàng chăn cừu rất cừ. Tôi có thể gửi và nhờ anh chăm sóc hai chú cừu này được không ạ? Đây là bánh tự tay tôi làm. Xin biếu anh để anh thưởng thức. Ôi, cảm ơn cô. Mary ơi, anh về rồi. Anh rửa chân tay rồi vào ăn cơm. Tuyết rơi rồi. Ồ, sao tuyết lại rơi vào mùa này nhỉ? Nhớ một ngày cách đây lâu lắm rồi, tuyết cũng rơi trái mùa thế này. Coca bị lạc trong bão tuyết. Một cô gái tuyết đã cứu nó. Peter, anh đã hứa sẽ không kể chuyện đó với ai mà. Sao em biết? Em chính là cô gái tuyết đây. Em muốn sống hạnh phúc cùng anh, nhưng anh đã không giữ lời hứa. Vì vậy em không thể ở lại được nữa. Mary, em đừng đi. Vừa mới sinh ra, em đã bị bỏ rơi trong rừng giữa mùa đông băng giá. Khi trái tim em đóng băng, bà chúa tuyết đã mang em đi. Bà hứa rằng khi nào có một tình yêu đủ ấm áp để sưởi ấm trái tim em, thì em sẽ lại tin tưởng con người, sẽ biết yêu thương và có cuộc sống hạnh phúc như bao cô gái khác. Khi nhìn thấy anh chăm sóc và yêu thương Coca, em biết tình yêu ấy đã đến với em. Nhưng giờ em không còn tin anh nữa. Một lời hứa có thể mang đến tình yêu, và một lần thất hứa có thể đánh mất tình yêu mãi mãi. Chàng chăn cừu đáng tin cậy nhất đã đánh mất tình yêu của mình như thế, bởi cô gái chàng yêu có trái tim băng giá nhất và dễ tan vỡ nhất thế gian này. Chú quả bạch tạng. Trời ơi, cho em lại màu trắng toát thế này hả mẹ? Mẹ cũng không biết nữa, nhưng thôi. Chào mừng con đến với gia đình chúng ta. Sao lông em ấy lại màu trắng nhỉ? Nhìn em ấy thật là kỳ cục. Nhanh lên em, nhanh lên. Em không thể nào cố thêm được nữa. Em ơi, cẩn thận. Các em ổn cả chứ? Anh đè thế thì ổn làm sao được? Cái giống quả gì mà trắng bệch ra nhìn đến sợ, như là ma vậy. Việc gì đến các anh, đừng có chơi ba người khác. À, bên nhau hả? Bên làm gì cái thứ quái dị kia? Đã chắc gì nó là em ruột của chúng bay mà bên. Đúng đó, cả cái làng này có bộ lông đen óng mượt mà. Tự nhiên lại xuất hiện cái giống quả trắng toát từ đầu đến chân. Chắc chắn là điềm chẳng lành rồi. Đồ quái dị. Ngươi từ đâu đến thì biến về chỗ đó đi. Đừng có gieo điềm xấu cho cái làng này. Đi đi. Thôi ngay. Quả trắng là em của bọn ta. Em ruột cùng ba cùng mẹ sinh ra. Các người đừng có nói những lời khó nghe đó. Không thì...
Không thì sao? Bọn này thích nói thế đấy. Ngươi định làm gì nào? Thôi anh ơi, kệ bọn họ đi. Bọn chúng là những kẻ xấu, trong làng này ai mà không biết. Quả trắng, em đừng có buồn nữa. Đừng để ý đến chúng làm gì. Đúng đấy, bộ lông của em rất đẹp. Trong rừng nào ai có đâu, đúng không? Thôi về nhà đi. Mẹ ơi, hôm nay lũ quả đáng ghét trêu ghẹo khiến quả em rất là buồn. Chúng nói em là quái dị, là điềm gở trong làng. Thế à, rồi các con nói sao? Con suýt đánh nhau với chúng, và em buồn lắm mẹ ơi. Khổ thân quả con, mới sinh ra em con đã bị bệnh bạch tạng. Thể chất vốn yếu, lại có màu lông khác biệt. Cứ nghe những lời vô tâm đó thì làm sao em con chịu được đây? Bệnh này không chữa được hả mẹ? Liệu em con có... Chúng ta phải thật kiên cường để em luôn vui vẻ. Em sẽ sống thật lâu cùng mọi người, nhớ chưa? Chắc anh ơi, rừng ta đẹp thật đấy nhỉ. Ước gì em có thể xuống kia cùng chơi với mọi người. Anh ơi, cẩn thận. Lắm quả thế, bắn cho chúng chết hết đi. Anh ơi, tỉnh dậy đi. Anh ơi, tỉnh dậy đi. Lũ ác độc, các người cút đi. Đừng có mang chết chóc đến phá hoại bình yên nơi đây. Cẩn thận đi Út, đừng đến chỗ đó. Trong kia, một con quả trắng, lạ chưa? Các anh và mọi người tránh đi, không chúng bắn hết bây giờ. Để em nhử chúng ra xa, chúng có vẻ thích em. Không được, Út, quay lại ngay. Đừng có bắn con trắng, bắt lấy nó đem về thành phố. Là kiếm được cả đống tiền đấy. Phải đấy, đuổi bắt lấy nó, giống quý hiếm đấy. Các anh và mọi người hãy chạy đi, nhanh lên. Em sẽ đánh lạc hướng nhử chúng khỏi đây. Không được. Đuổi theo nó. Để em dìu anh về đã, vết thương nặng lắm rồi. Quả em thông minh thế, chắc sẽ biết đường về thôi. Chạy đâu cho thoát. Không biết bây giờ quả em đang ở đâu. Tất cả là tại con kém cỏi không cứu được em. Chúng ta chỉ có thể cầu nguyện cho quả em mà thôi. Hy vọng mọi chuyện đều ổn thỏa. Hôm nay là một ngày thảm họa với làng ta. Nếu không có quả trắng thì không biết tổn thất còn lớn đến chừng nào. Quả trắng đã vì cả làng chúng ta mà xá thân hy sinh. Giờ không biết an nguy ra sao. Chúng ta phải làm gì đó mới được. Chúng tôi thật có lỗi với quả trắng, thật xấu hổ. Trước đây chúng tôi còn dè biểu trêu ghẹo, không chơi cùng cậu ấy. Hôm nay chứng kiến hành động quả cảm của cậu ấy, nghĩ mà nể phục. Và cũng ân hận quá. Mọi người thấy đó, không nên vì vẻ bề ngoài mà đánh giá, phán xét một ai đó. Quả trắng đã dùng chính bộ lông kỳ lạ để cứu mọi người. Quả trắng thật dũng cảm. Tôi nghe nói chúng sẽ bắt quả trắng để bán kiếm lời nơi thành phố. Vậy chúng ta phải cùng nhau đi cứu quả trắng thôi. Ta thuộc nằm lòng mọi con đường ở thành phố này. Hãy theo ta. Đi thôi. Vì quả trắng. Vì quả trắng. Quả trắng, hãy cố gắng đợi chúng ta. Cháu đã vì mọi người, giờ mọi người sẽ vì cháu. Phải cứu quả trắng. Phải cứu quả trắng. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.